Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Và sau đây là một số điều bạn có thể bỏ qua về mọi tướng các bạn. Đầu tiên là sẽ về Ezio. Nếu Ezio đang bị khống chế và có một mục tiêu xuống ngưỡng hành hình, Ezio sẽ thoát khỏi trạng thái khống chế đang phải chịu và giết mục tiêu đó. Và Ezio có thể hành hình xuyên qua cả mục tiêu bị hổ xanh bởi taxi về đàn hổ dơi các bạn. Và thông tin thêm với Ezio các bạn, thì chúng ta có thể giết được cả sư đang bật bất tử, Thoran đang vận công cùng với Yoras đang chuẩn bị lẩn trốn vào hư không, kể cả Tasi có cái chiêu né của mình cũng không thoát khỏi kết liễu ngưỡng hành hình của Ezio nha các bạn. Một vị tướng rất đa dụng và counter rất là nhiều con, né tốt giảm sát thương, gặp Ezio là tắt điện luôn các bạn. Thứ hai đó là về song sinh. Nếu Mezos sử dụng ulti lên song sinh thì chỉ một Eli hoặc Laia sẽ bị nhốt thôi các bạn. Và nếu song sinh bật nổ lên thì cả hai sẽ được giải thoát các bạn. Thứ ba đó là về thông tin về xích 20 của ma nữ. Với xích 20 của ma nữ, chúng ta sẽ có là đòn tấn công nhân thêm của ma nữ các bạn. Là ma nữ sẽ tạo ra một ảnh phân thân. Ma nữ sẽ tạo thêm một ảnh phân thân để tấn công nha các bạn. Bạn để ý với đòn tấn công, với đòn tấn công xích 20 thì ma nữ sẽ tạo ra một ảnh phân thân.
Aeron không hút được. Đó các bạn, to như trâu, mập như thế này, không gì có thể hút được. Tuy nhiên với Thoran các bạn, Thoran cộng 3, sau khi chết đi hồi sinh thì Thoran có khả năng hút được Skate này về phía mình các bạn, ngay cả khi Skate đang vận kỹ năng tối thượng cũng bị hút về. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các series những điều các bạn chưa biết về tướng phần tiếp theo. Xin chào tạm biệt.